Hôm nay chủ nhật 29 tháng 6 2003. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhang cha dhammang cha sanghang cha arahato. Bài kệ đó Đức Phật nghe dạy
lâu mà là sống cả trăm năm, tức là một cái tuổi thọ rất lâu dài của nhân loại. Không phải mỗi người đều sống được 100 năm, nhưng mà trăm năm đó trên một kiếp người tương đối là khá lâu dài. Mà Ngài dùng một cái tuổi thọ tương đối lâu dài như vậy để nói lên, so sánh với một cái trường hợp người dù sống trong một khoảnh khắc ngắn mà có được cái trí tuệ, thấy rõ được cái sự sanh diệt còn quý hơn cả trăm năm mà không thấy được cái sanh diệt. Vậy thì cái gì sanh diệt? Đó tức là danh sắc hay là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu như trong thìa lãnh vực thiền quán Vipassana giải thích thì có tới 50 cái pháp quán về vô thường, trong đó có 25 tướng sanh, 25 tướng diệt. Nếu chia ra ngũ uẩn thì mỗi uẩn như sắc uẩn có 5 tướng sanh, 5 tướng diệt, cộng chung là 10 tướng vô thường của sắc uẩn. Rồi thọ uẩn cũng vậy, thọ uẩn cũng có 5 tướng sanh, 5 tướng diệt, cộng chung là 10 tướng sanh diệt, tức là vô thường của thọ uẩn. Rồi tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng như vậy. 5 uẩn thì mỗi uẩn có 10 tướng vô thường, cộng chung 5 uẩn là 50 tướng vô thường. Trong 50 tướng vô thường đó có phân ra 25 tướng sanh và 25 tướng diệt. Như thấy một cái hiện tượng sanh khởi thì đó là tướng sanh, thấy cái hiện tượng biến mất tiêu hoại đó là tướng diệt. Tùy theo khả năng trí tuệ thiền quán mà thấy được cái lý sanh diệt của ngũ uẩn rõ ràng chân thật thì người đó mới có thể giác ngộ giải thoát được. Bởi vì cái nguyên nhân mà làm cho người hành giả được tu tập tiến hóa khởi đầu thì phải có giới lực. Nhờ có giới lực là nhân là duyên, có lợi cho ta sanh lên cái là cái sự thu thúc hay là sanh quả ra. Rồi nhờ cái thu thúc là nhân là duyên, có lợi ích là làm cho phát sanh lên cái là quý pati sara, là không có tháo động. Không tháo động là nhân là duyên, là có lợi ích làm cho phát sanh lên cái ba một chắc là cái hân quan hay là cái tẩy vừa lòng. Chính cái hân quan đó là nhân là duyên làm cho phát sinh cái hỷ diệt hay là bi tế. Rồi nhờ cái bi tế là nhân là duyên làm cho cái pháp xúc khắc hay là lạc thọ sanh khởi. Nhờ cái lạc thọ là nhân là duyên có lợi ích là cái samadhi hay là định được sanh khởi. Thì chính nhờ cái định này là nhân là duyên làm cho cái panna hay là tuệ được sanh khởi. Nhờ có tuệ là nhân là duyên làm cho phát sanh lên cái gọi là giác thọ thu tăng nha mắt, là cái chân như trí, là cái trí tuệ thấy rõ như chân như thật, sự thật như thế nào thấy rõ như thế đó gọi là giác thọ thu tăng nha mắt. Thì nhờ có cái chân như trí này thấy rõ sự thật, tức là cái tướng sanh của ngũ uẩn, cái tướng diệt của ngũ uẩn, thấy cả tướng sanh và diệt của ngũ uẩn như thể hiện lên như thế nào thì thấy rõ như thế đó. Bình thường như chúng ta thì không có nghe, không có biết, không có thấy thì không có để ý, nhưng không thể không biết đã đành. Có những vị kể cả chư tăng là pháp sư là thiền sư vô được học được hỏi trong kinh điển nhưng mà chưa phải là thấy thật rõ thật sự
nghĩ qua suy luận kinh điển bài vở trong sách. Khi nào nhận thức được cái thực tướng, cái trạng thái thực sự, cũng như chúng ta nhìn trước mặt chúng ta có một vật gì đó màu trắng, màu đỏ, màu xanh, nó có màu nào để chúng ta thấy rõ màu đỏ. Như quý vị nhìn lên trên cái bục giảng Phật Tòa, thấy có trang trí một lọ hoa, có những cái hoa lá như lá màu xanh, hoa màu trắng hay là màu hường, như thế nào quý vị thấy rõ như thế đó, gọi là dập tập vô tăng mắt, là cái như chơi như trí, là sự thật như thế nào biết rõ như thế đó. Thì nếu như con mắt mà quý vị nhìn lên một cái lọ hoa mà quý vị thấy rõ như vậy đó, thì đối với cái trí tuệ mà nhìn thấy cái sự xâm nhiệm của ngũ uẩn cũng rõ như thế đó, mới đáng kể là cái trí tuệ thấy rõ như chân như thật. Còn nếu như quý vị chỉ suy luận thì mà nghe mà nói nhưng mà không thật thể thì chưa phải là cái chân như trí. Giống như quý vị ở nhà nghe những người đi dự lễ chùa Thái Hòa về thực lại, nhưng hôm nay tại chùa Thái Hòa có làm lễ, có thuyết pháp trên bục giảng sư, thuyết pháp trên bàn pháp, thấy có cái lọ hoa màu xanh, màu đỏ, màu trắng, vân vân, thì những người nghe nói như vậy thực lại nhưng mà những người này thật sự họ không thấy cái lọ hoa đó màu trắng màu đỏ như thế nào, thì xuyên qua kinh sách mà chỉ chúng ta suy gẫm nghe rồi nói lại cũng như thế đó. Còn nếu như nhờ cái tuệ tri quán tri mà thấy rõ sự thật thì mới là cái trí chân thật, là chân như trí. Rồi nhờ có cái chân như trí, tức là cái trí tuệ thấy rõ chân thật, sự thật về cái tướng trạng của các pháp như vậy, thì mới khởi lên cái gọi là Nipida Nhana, là cái yếm ố trí, là cái trí nhàm chán. Bởi vì không biết không thấy thì chúng ta có thể ưa thích hoan hỷ nhưng khi thật sự biết được rồi, thấy được rồi thì không có gì đáng ưa thích. Cũng giống như chúng ta, nếu như mà không thấy được những cái món ăn mà người ta làm thì chúng ta có thể nghe nó giới thiệu quảng cáo là bổ, nói là ngon, rồi thấy được cái lối là cách làm xinh đẹp, chúng ta thèm, chúng ta mới ăn được. Chứ nếu như chúng ta xuống tận nhà bếp thấy từ lúc mình một con gà hay một con cá rồi cách làm vân vân, thấy tường tận như vậy, kể cả nấu nướng con ăn, thì chắc có lẽ là bớt đi một phần ưa thích. Còn nói gì nếu quá được cái nguyên chất thấy trong mỗi món ăn, mỗi vật thực đó, mà nếu cầm một cái kính hiển vi lên là thấy có vi trùng vi khuẩn lúc nhúc trong đó thì sẽ nhàm chán, không có muốn ăn lên. Vì thấy rõ cái món ăn này đi vào nó có tai hại, trừ phi thấy cái vật thực nào mà không có vi trùng, không có vi khuẩn thì mới dám ăn, mới dám uống. Như thế nào thì cái trí tuệ của các bậc thánh khi thấy sự xâm diệt của ngũ uẩn, thấy nó là phiền toái, thấy nó là phiền não, thì khởi lên sự nhàm chán. Những đạo lộ nào mà không khởi lên phiền não, không đưa đến sự tai hại, thì mới dám đi theo đạo lộ đó. Cũng như vậy đó, thì nhờ có cái trí tuệ thấy rõ cái hữu vi là cái pháp đưa đến sự đau khổ, nên mới khởi lên nhàm chán. Nếu không thấy được các pháp hữu vi sanh diệt thì không có nhàm chán. Nên cái trí tuệ nhàm chán này không phải là sự bi quan hiển thể, mà là sự thật của cuộc đời, sự thật của chúng sanh, sự thật của thế giới hiện tượng. Nó có sanh và diệt, mà thấy rõ như vậy rồi thì nó có lên nhàm chán. Nhờ cái nhàm chán nó mới ly tham hay là vô nhiễm, tức là không ưa thích, không bám víu theo dục trần. Không bám víu theo dục trần nó có lợi gì? Thưa quý
quý vị, cũng trở lại cái thí dụ khi nãy, nếu như một bát nước mà quý vị lấy từ nước giếng đem lên, thấy nước trong mà quý vị cho là ngon, là ngọt, là quý, mà quý vị không thấy được cái tính chất của nước đó, trong đó có vi khuẩn, vi trùng, có chất sắt, có nhiều chất nguy hiểm tai hại, thì quý vị có thể cầm cái ly nước đó uống một cách ngon lành, mà quý vị không ngờ chính một cái ly nước này nó có tác hại, gây đến những chứng bệnh rất là nguy hiểm về sau này. À, đó là cái nguy hiểm. Còn nếu như cái người mà biết được, thấy được, phân biệt được cái ly nước này tuy nó trong như vậy, nhưng mà trong đó nó có những độc tố nguy hiểm, có vi khuẩn, vi trùng, nó đưa đến cái tác hại những cái bệnh ung thư, phân vân. Do đó nên nhàm chán, không dám uống. Thì cũng với các bậc thánh, khi nhìn các hành của hành dũng, thiện ác, vân vân, có cái quả báo đưa đến cảnh giới như vậy, như vậy. Nên các ngài nhàm chán, chính nhàm chán ly tham hay là vô nhiễm. Nhờ cái ly tham nó vô nhiễm, của giống như cái người không còn ưa thích cái ly nước độc hại đó nhưng không uống. Nhờ không uống ly nước có tính, có độc tố như vậy, nhưng không đưa đến những cái tai hại, cái nguy hiểm, bệnh hoạn về sau. Nên chính vì cái vô nhiễm ly tham quy ra này, nó là nhân là duyên đưa đến cái sự giải thoát hay diễn tích. Giải thoát cũng giống như cái người bị cái chuyện bệnh mà thấy được những tập thực, thấy được những cái loại nước uống mà nó có thể nguy hiểm như vậy, nên kiên cử không dùng đến. Nhờ không dùng đến nên được giải thoát được những chứng bệnh khổ đau bức bách, đã bị bệnh, đang bị bệnh hay là sẽ bị bệnh, thì đều được chế ngự bằng cách kiên cử những tập thực, những nước uống này, khiến cho những người có bệnh sẽ hết bệnh. Người chưa có bệnh thì không bị bệnh cũng vậy. Để các bậc thánh nhìn rõ cái ngũ quẩn, nhất là trong đó có hành quẩn, là những hành động thiện ác đưa đến cảnh giới khổ đau hay hạnh phúc trong tương lai, mà các ngài dừng lại, không khởi để dấn thân vào đó, không làm những điều đó, do đó mới chấm dứt được khổ đau cũng như thế. Vì vậy Đức Phật mới dạy, người nào dù sống trăm năm không thấy được pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt cũng như thế đó. Ý nghĩa là như vậy. Lần nữa, khi người có được cái giải thoát mới có cái giải thoát tri kiến, là quý mức tri nhà nà đất tân ta à đất sân an nhà nà, là cái giải thoát tri kiến. Vì có giải thoát mới có cái giải thoát tri kiến. Như cái một người nhờ có cái trí tuệ thấy rõ cái tập thực nước uống này nó sẽ đem lại khổ bệnh như vậy, trước đây ta từng ăn những món này nên nó có bệnh như vậy, trước đây ta từng uống những nước này nên nó có bệnh như vậy, và người ấy bắt đầu kiên cử không ăn không uống những vật thực uống ra nữa. Và khi các vị thấy những chứng bệnh đã mang được thuyên giảm, và những chứng bệnh có thể xảy ra nhờ kiên cử mà không xảy ra, như vậy người ấy biết rằng ta được an lành, bệnh ra được vượt qua và không mang những bệnh mới, là do nhờ chúng ta biết rõ những thức ăn, những nước uống có nguy hiểm và thu thúc kiên cử như vậy. Thì người ấy nhờ biết rõ như vậy, thấy rõ mình được khỏi bệnh cũng như là giải thoát những cái chứng bệnh khổ đau, và chính nhờ cái giải thoát tri kiến thấy rõ như vậy, đối với cái vị này mới có là nhân là duyên đưa đến cái vô thủ trước niết bàn, gọi là anubaddha parinibbana, là mọi sự phiền não chấp thủ đều được vắng lặng, không còn chấp thủ, không còn dính mắc, cũng như người thấy cái tai hại của mỗi loại vật, dầu thức ăn thức uống, kể cả những cái thuốc mà người ta giới thiệu là thuốc bổ thuốc quý, mình vẫn biết mỗi loại nào đó nó có cái tác dụng của nó,
nếu vừa dùng nhiều quá, vừa thuốc bổ cũng có thể đưa đến tai hại. Nên vị này biết dùng thuốc để trị bệnh cũng vừa chừng, không dùng quá nhiều. Những vật thực nước uống là cái chất dinh dưỡng nuôi cái sắc thân, nhưng cũng biết dùng vừa đúng mức, không quá nhiều, có thể đưa đến cái tai hại. Và nếu như những vật thực thức ăn, nước uống hay những món thuốc nào đó mà người này biết rõ rằng có tác hại đưa đến bệnh hoạn, nên vị này dù cái món đó có quý, có thể là ngon, ngọt, vị này cũng không có ưa thích. Đó gọi là vô thủ trước, vì bạn thì không có ưa thích chấm dễ cái gì. Nếu như quý vị nhìn cái món vật thực như là thịt gà quay, thịt heo quay hay là những món ăn tương tự, nhưng mà quý vị có mang kính hiển vi vào, quý vị có thể thấy được lớp nhất trong đó có những vi trùng lao, những con vi khuẩn có thể sinh ra những cái bệnh sát, hay là có những cái độc tố gây chứng bệnh ung thư. Thì khi quý vị thấy như vậy đó, thì dù cái món ăn đó nó có mùi thơm, dù có được khéo làm trang trí để trên dĩa, khéo làm o đẹp, dù nhiều người giới thiệu quảng cáo, nhưng mà quý vị thấy rõ cái độc tố, cái nguy hiểm, thì quý vị không có ưa thích ăn. Bản thân quý vị ăn một miếng còn không dám, thậm chí cầm cái chiếc đũa hay cái nĩa hay cái muỗng mà ghé vào, quý vị sợ dầu ăn còn sợ bị lây. Đừng nói chi là ăn vào, đừng nói chi là còn lấy cái món đó đem về để cho vợ con anh em trong gia đình của mình ăn. Đây là trạng thái vô thủ, tức là không chấp trước. Còn nếu như không biết như vậy, thấy cái món này cái mùi thì thơm, cái màu sắc thì nó đẹp, ăn vào nó có vị ngon ngọt, thì chẳng những là chính mình ăn mà muốn đem về xin hay mua, là thậm chí có thể ăn cắt lấy bất cứ cái giá nào, cách nào đem về để cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con cháu anh em ăn. Vì mình tưởng nó là quý như vậy nó có chấp thủ, ngược lại mình thấy nó là cái chất nguy hiểm, nó là độc tố, bản thân mình không dám ăn, không dám ghé đũa vào, thì nói gì đem về cho bà con nguyên thuộc của mình. Như thế nào thì đối với các bậc thánh cũng thấy rõ cái tai hại nguy hiểm như vậy, nên bản thân các ngài không có dính thân vào, không có đi vào cái đạo lộ đó, mà các ngài cũng không muốn cho chúng sanh là hữu tình, nhất là những thân nhân nào của mình thân thương, càng không cho đi vào con đường đó. Điều này chúng ta thấy rõ Đức Phật ngài trước khi xuất gia là một vị của quốc vương, là hoàng tử, cả gian sang sự nghiệp như vậy, nhưng mà ngài từ bỏ rồi ngài đi xuất gia. Sau này thái tử La Hầu La lớn lên đi theo ngài để xin cái tài sản đó, thì thay vì ngài không còn ở tại triều, thì cái đứa con trai duy nhất của ngài, thì đáng lẽ ngài ban cho cái tài sản đó, tức là cho được kế ngôi vị làm vua. Nhưng mà A La Hầu La xin về cái tài sản thế gian, thì ngài nhận lời ban cho tài sản, tài sản thánh nhân, ngài dẫn về chùa cho đi xuất gia, chứ không cho ở cuộc sống thế tình vô làm vua. Thì cũng giống như một người thấy là cái món ăn có độc, nhất là đứa con yêu quý của mình, còn nó đến là đòi nó xin ăn bánh, cha cho con ăn bánh ra đi cha, con mắt nó nhìn cái bánh đang có chút nặng nó, người cha chấp nhận được, con đi theo cha, cha sẽ cho con bánh. Và đứa nhỏ nó tưởng như là đi theo cha nó về nhà, về chùa, được một cái bánh như vậy. Không ngờ khi mình về đến chùa hay đến nhà, cha lại cho một cái loại bánh khác, không phải giống như bánh nó thấy, nhưng mà cái loại bánh đó nó không có vi khuẩn, không có vi trùng, không có độc tố. Khi ăn vào được an lạc, khỏe mạnh, không được bệnh hoạn. Như thế nào thì các bậc thánh nhân như là Đức Phật, như là trường hợp Đức Phật, ngài ban cho các thất thánh tài, các thất thánh sản đến ngài La Hầu La, vì ngài thấy cái tài sản thế
thế gian giống như một vật thực có độc tố, có di vững di trường, có thể sinh ra những chứng bệnh nguy hiểm. Ngài cho nó ăn về cái tài sản thánh nhân như là những vật thực tinh lương an tịnh không có nguy hiểm, là như vậy nên gọi là vô thủ trước như vậy. Và chính như vậy là khi mà thấy được các pháp hữu vi như Đức Phật ngài dạy, nó có sanh diệt, mà cái gì sanh diệt thì đó là khổ, tức là hoại khổ. Mà có sanh diệt, cái gì hoại khổ thì đó là vô ngã. Mà cái gì vô thường, khổ não, vô ngã thì có trống rỗng, sinh ra tá là không có lõi, không có thực chất. Ngài nói rằng các pháp hữu vi giống như chất phẩm, dù một tí xíu mà cũng vẫn hôi thối. Do đó này các tỳ kheo, chớ có ưa thích pháp hữu vi, chớ có làm cho pháp hữu vi tăng trưởng. Và ngược lại cái gì phi hữu vi thì Đức Phật ngài tuyên bố đó là chính là đạo lộ bất tử. Cái câu đạo lộ bất tử này nguyên trong bản Bali gọi là Amattabada. Cái chữ bát đăng này người ta có thể hiểu như là một cái câu, ví dụ như kinh pháp cú Dhammapada là kinh pháp cú, cú là câu. Nhưng ở đây thì không phải là câu bất tử. Nếu như dịch giả dịch sống dù sống cả trăm năm không thấy câu bất tử không bằng sống một ngày thấy được câu bất tử. Nghe câu này thì nó hơi gần làm sao, nhưng mà cái gì dịch giả này chọn cái chữ bát đát hay bát đăng này, một trong hai nghĩa, bát đát hay bát đăng có nghĩa là con đường, có nghĩa là một câu. Mà nếu như chọn cái con đường ở đây thì mới là thích hợp, nghĩa là dù ai sống trăm năm không thấy đạo bất tử hay là con đường bất tử không bằng sống một ngày thấy được đạo bất tử, tức là con đường bất tử. Như vậy thì mới kêu là nghĩa tăng cụ túc. Cũng giống như chữ ti bắc có nghĩa là ngọn đèn, cũng có nghĩa là hòn đảo. Nhưng mà nếu như câu kệ mà dịch kẻ trí xây hòn đảo, sóng nước khó đập tràn. Mà ở đây chữ đi bắc, đi băng này thì nó có nghĩa là hòn đảo, nhưng mà có người hiểu làm qua cái nghĩa khác, tức cực nghĩa đi bắc hay đi băng là ngọn đèn, thì dịch là kẻ trí thắp ngọn đèn, sống nước khó đập tràn, thì nghe nó xa, nó không ăn nghĩa mà nó cửa kẹt. Thì cũng như vậy ở đây danh từ amatang amatang patang nghĩa là cái người không thấy được cái đạo lộ bất tử thì không bằng sống một ngày mà thấy được cái đạo lộ bất tử. Như vậy chỗ này mới đúng nghĩa là cái chữ bát đăng ở đây là đạo lộ, là con đường, chứ không phải là cú hay công. Rồi bất tử là cái gì? Như nên thường thường những cánh cửa bất tử từ nay được mở cho chúng sanh ai muốn thì cứ vào, hay là như là ngõ nước bất tử vân vân. Thậm chí người ta còn dùng cái danh từ một cái linh hồn bất tử, thì đây là một danh từ trừ từ họ ghép vào. Con đường bất tử hay thực chứng Amata ở đây là một trong 32 danh nghĩa Niết Bàn. Phải hiểu rõ Amata đây là Niết Bàn. Niết Bàn được nói đến với nhiều danh nghĩa, như trong Patisambhuddha giải thích rõ là câu như lên so sánh giữa hữu vi và vô vi. Cái gì có marana là tử, cái đó là sankhara là hữu vi. Cái gì amatang, cái đó là niết bàn nam tị, bất tử là niết bàn. Rõ ràng như vậy chúng ta thấy rõ quá rồi. Nhìn một người liên tục trên xuống một cái danh sách từ ngữ, không phải đột xuất một câu mà chúng ta có thể hiểu là vì cái gì có sanh là hữu vi, không có sanh là niết bàn. Cái gì có già là hữu vi, cái gì không già là niết bàn.
cái gì có chết là hữu vi, cái gì không chết là niết bàn. Thì amata là bất tử hay là không có chết, hay còn cái chữ marana như là tử. À, thì ở đây do sự so sánh mà thấy rõ ý nghĩa chữ bất tử hay amata đây là nói đến niết bàn, cũng như cái gì đó mà nãy thì cái đó là hữu vi, cái gì thanh lương mát lạnh đó là niết bàn, là chữ si tạc hay là si tăng, là danh từ mát lạnh, cũng là một trong 32 danh nghĩa niết bàn. Hiểu như vậy rồi, giải thích không có sai được ý nghĩa Phật ngôn. Thì trong cái bài kệ thứ 113, Đức Phật Ngài nói đến câu chuyện của nàng Bhattacharya, thì Ngài nhấn mạnh về người nào thấy được cái Phật hữu vi sanh diệt, thì dù sống trăm năm không thấy Pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được Pháp sanh diệt. Chính vì thấy được hữu vi sanh diệt mới khởi lên tâm nhàm chán, do nhàm chán khởi lên ly tham, do cái ly tham được giải thoát, do cái giải thoát có giải thoát tri kiến, do cái giải thoát tri kiến có vô thủ trước niết bàn. Vì vậy chính vì thấy rõ cái lý là hữu vi sanh diệt khởi lên nhàm chán. Còn các bài kệ 114 này thì Đức Phật dùng cái danh từ bất tử để nói là dù sống cả trăm năm không thấy đạo bất tử không bằng sống một ngày thấy được đạo bất tử. Thì ở đây Ngài chỉ cho trường hợp của nàng Tiết Kích Sa Cô Tâm Y là về ý nghĩa niết bàn. Niết bàn là tắt dứt mọi hiện tượng giới, niết bàn chấm dứt mọi khổ đau, niết bàn không có sanh, không có già, không có đau, không có chết. Và các vị A-la-hán được thí dụ qua một câu hỏi, vị A-la-hán sau khi chết còn tái sanh hay không còn tái sanh phân vân, thì được Đức Phật thí dụ như cái ngọn đèn nó được tồn tại, nó cháy sáng ra bởi có tim, có dầu, có lửa, nó được dính liền nhau nên nó mới tồn tại. Và nếu khi mà không còn tim, không còn dầu, không có lửa thì cái gọi là ngọn đèn này không thể là tồn tại, do nhân do duyên mà mới có cái ánh sáng của ngọn đèn. Cái ánh sáng là do từ phát từ cái lửa của ngọn đèn, mà nếu cái lửa tắt thì rồi thì ánh sáng làm sao có. Mà nếu ngọn lửa như là chúng ta nhá một quẹt lên mà không có cái mồi để cho nó dính vào, và cái xúc nó không, cái đốm lửa đó không cháy được cái tim. Nếu nó có sẽ đúng cái tim nhưng mà tim không có dầu thì nó cũng không có thể cháy được. À, như thế nào thì đối với hỷ tham, nó là nhân là duyên, nó là mồi làm cho tham ái khởi lên và tiếp tục từ đó mà thành ra. Vì vậy nên khi trường hợp tỳ khưu Thích Sát Cô Tâm Y một hôm làm lễ phát lò của bên Tỳ Kheo Ni đốt lên ngọn đèn trong tinh xá làm ta sự, thì bằng nhìn ngọn đèn trước gió chồng gần bị gió thổi nó là phát qua phát lại bị lao sao, thì bằng quá cái ngọn đèn thấy tính chất vô thường như vậy quá sâu thêm nữa, chính vì cái tịch diệt giai đoạn nước tim dầu không có, ngọn lửa không có, thì bây giờ cái một ngọn đèn bị lao cháo cũng không còn nữa. Thấy được cùng lý tột tánh mà bà được chứng đạo quả A La Hán vô lậu. Do đó Đức Phật Ngài mới tuyên bố lên cái câu là dù sống cả trăm năm không thấy đạo bất tử, tức là không thấy rõ niết bàn, không bằng sống một ngày thấy đạo bất tử, thấy được đạo bất tử tức là thấy rõ về niết bàn. Mà chính cái đạo lộ này là cái gì? Đó là bát chánh đạo, mà khởi đầu là chánh kiến, thấy rõ khổ tập nhập đạo. À, cái lý như vậy. Và Thế Tôn tuyên bố bài kệ này cho trường hợp và Tỳ Kheo Ni Kích Sa Cô Tâm Y. So sánh hai bài kệ trên thì chúng ta thấy rõ cái bài kệ thứ 13, 113 là Ngài nói lên lý sanh diệt của ngũ uẩn hữu vi. Cái bài kệ 114
nói đến cái không xâm dịch vô vi niết bàn, hai cái đạo lộ, hai cái đề mục, tuy rằng thấy như là khác mà vẫn giống, bởi vì cái con đường bất tử là niết bàn mà người thấy được rõ đạo lộ niết bàn là người đã được giải thoát, cũng như một đoạn Phật ngôn khác mà Đức Phật đã trả lời cho một bà la môn. Một vị bà la môn hỏi Đức Phật: mắt tai mũi lưỡi thân chúng có đối cảnh sai khác, hành cảnh sai khác, không có duyên nạp lẫn nhau, lấy gì làm cái điểm quy hướng, tức là cái điểm được quan về? Đức Phật dạy lấy ý làm điểm quy hướng. Thật vậy, mắt tai mũi lưỡi thân không có ý thì không nhận thức được cảnh sắc thì bị vị xúc, nên lấy ý là cái điểm quan về. Cũng như cái chài lấy cái gì làm điểm hướng, tức là cái dây dung, cái dây chài ở cái cột chài như có chót à, như vậy đó. Thì cái mình nó gom lại, vì nếu ý mà không có thì con mắt lỗ tai vân vân thì không tiếp xúc với sự cát trần, thì không khởi lên sự tham ái sân vân vân không có. Rồi bà la môn này hỏi tiếp rằng ý lấy gì làm điểm hướng? Đức Phật dạy lấy sắc tích hay niệm làm điểm quy hướng, tức là người hành giả tu tập ý khởi lên như thế nào, người có chánh niệm ghi nhận biết rõ như thế đó, thì tất cả ý sinh khởi lên đều khởi được ghi nhận, và nhờ ghi nhận cái sự hiện hữu có mặt của ý có tham hay không có tham phát hiện được. Nếu không ghi nhận được thì giống như kẻ thân hay người thù vào nhà mình mà mình không biết, còn nhờ có niệm giống như người lính kẹt cửa thấy đi vô đi ra, có người phát hiện có người đi vào à, thì đó là bốn phần sự niệm. Rồi phân biệt người đi vào mình là thân hay thù thì đó là phần trí, tức là trạch pháp giác chi. Phân biệt đây là thiện đây là bất thiện, như người lính gác biết rõ đây là thân hay kẻ thù, trạch kỳ thiện với tùng chi, trạch kỳ thiện với bất di, chọn lấy cái lành mà làm theo, chọn lấy không lành thì bỏ đi à. Thì nhờ cái trí tuệ tức là trạch pháp giác chi tiếp nối theo cái niệm giác chi phân biệt thiện và bất thiện, nhưng mà phân biệt được thiện và bất thiện chưa hẳn là loại trừ được, nhờ phải sự tinh tấn. Tinh tấn đó tức là cần giác chi, là thân cần là ngăn ngừa ác chưa sinh khởi, không cho sinh khởi, trừ cần là đoạn tuyệt cái ác pháp bất thiện pháp vừa sinh khởi tư tưởng tham sinh khởi lên dập tắt. Tu cần là trao dồi những thiện pháp chưa sinh khởi được sinh khởi, bảo cần gìn giữ những thiện pháp đã sinh khởi được tồn tại. Như vậy phải có cái cần giác chi khởi lên mới đủ sức. Cần giác chi ở đây là một phần là nâng đỡ, trạch pháp cái chi là phân biệt, nhưng giác chi là ghi nhận ba cái chi này có sự hỗ trợ như vậy. Nhờ chính như vậy mới có ngăn chặn được cái việc cái phiền não tư tưởng, phiền não khởi lên. Và khi bị bà la môn nghe Đức Phật trả lời tất cả ý lấy niệm, đối với ý thì lấy niệm làm điểm hướng, bà la môn hỏi nữa niệm lấy gì làm điểm hướng, Đức Phật đáp lấy giải thoát quy mật tí làm điểm hướng. Vì có niệm như đã nói, có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, có là cần giác chi hỗ trợ sanh lên, thì đoạn trừ được cả ác pháp đó, như này mới là đưa đến cái sự giải thoát khỏi những cái nhân cái duyên các vật thực, tăng cường cái pháp trầm luân sinh tử. Thì như vậy chính là cái giải thoát. Rồi giải thoát lấy gì làm chỗ quy hướng? Lấy niết bàn làm điểm quy hướng, vì niết bàn là đạo lộ bất tử. Như vậy cuối cùng cũng đưa đến cái sự giác ngộ, tức amata hay niết bàn là cái điểm tựa cuối cùng. Rồi bà la môn hỏi tiếp: niết bàn lấy gì làm điểm quy hướng? Đức Phật trả lời: vừa rồi này bà la môn, câu hỏi nào cũng có đến lúc kết thúc. Trong đời sống tạo hạnh, trong giáo pháp này, lấy niết bàn làm điểm y cư, lấy niết bàn làm cứu cánh của phạm hạnh. Đạt đến niết bàn đó là cứu cánh của đời sống tạo hạnh, mà những người thiện gia nam tử vì lòng tin ra đi, từ bỏ gia đình, sống đời không gia đình, hướng đến sự giác ngộ giải thoát, cứu cánh niết bàn.
là ý nghĩa của hai bài kệ Pháp Cú giữa kệ kinh. Và hai bài kệ này được giải thích trong kinh Pháp Cú. Một bài 13 thì nói đến toàn Bát Tát Ra, bài 114 nói đến câu chuyện thì Khuni Kisakuo Tami. Một bài thì nói về cái sự sinh diệt khổ vi ngụ quẩn, một bài nói về cái pháp vô vi bất tử tức là niết bàn. Chính vì ý nghĩa này, chúng tôi giáp lại một cái thời pháp nói về cái đạo lộ bất tử, và như là cả lấy đó là một cái đề tài của bài giảng hôm nay. Mong rằng với cái thời giảng này sẽ đem lại nhiều phước báo lợi lạc an vui cho Phật tử, và cũng xin hồi hướng quả phước của thời pháp thí này đến giác linh trưởng lão Vũ Hạnh. Vì còn khi còn sanh tiền thì trưởng lão Vũ Hạnh là một vị thiền sư tu tập về thiền minh sát hay Vipassana. Do đó những buổi giảng trong từng thất hay những video kia của trưởng lão Vũ Hạnh mà tôi lãnh trách nhiệm, thường là tôi chuyên giảng về thiền để đáp lại cái ý muốn hay cái nghĩa lý tưởng cái giới thiệu cái quan nghĩ của trưởng lão Vũ Hạnh, và cũng để xin hồi hướng công đức này dù cho trưởng lão Vũ Hạnh sinh là cảnh giới nào, xin được hay biết quan hỷ thọ lẫn và phước này thì ghi sử dụng có thể là một hành trang trợ lực trợ duyên cho trưởng lão Vũ Hạnh sẽ được tăng tiến thương trên đường giác ngộ giải thoát. Và bài giảng hôm nay đến đây cũng vừa phải lẽ, xin chấm dứt. Trước khi dứt lời, nguyện học ân tam bảo và quả phước của thời pháp này đến chia đến tất cả chư thiện nam tín nữ hiện diện ở đây đều được sự an vui để tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.